Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ vaccine COVID-19 AstraZeneca đợt 5 cho các tỉnh thành và các đơn vị trên toàn quốc. Trong đợt này, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã nhận được nhiều nhất với 780.000 liều vaccine của AstraZeneca. Ngoài TP.HCM còn có 37 đơn vị khác được phân bổ vaccine đợt này, gồm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, một số tỉnh, thành phố, các viện, bệnh viện, trường cao đẳng, các tổng công ty, trung tâm pháp y các vùng miền, lực lượng công an tại TP.HCM và Cục Quân y Bộ Quốc phòng. Trong số các bệnh viện được phân bổ, thì Bệnh viện Bạch Mai nhiều nhất với 33.000 liều, Bệnh viện Nhi Trung ương 25.000 liều, Bệnh viện E 18.000 liều, Bệnh viện Hữu Nghị 5.000 liều, Bệnh viện Việt Đức 3.000 liều. Theo yêu cầu của Bộ Y tế, dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phải thực hiện tiếp nhận, bảo quản, gửi mẫu kiểm định chất lượng và vận chuyển ngay vaccine đến dự án tiêm chủng mở rộng khu vực để phân bổ ngay cho các địa phương, đơn vị theo danh sách đã được ban hành.